Rạp chiếu phim này nằm gần hàng loạt trường đại học cao đẳng tại tỉnh Thái Nguyên. Ngoài 4 phòng chiếu, rạp còn có dịch vụ ăn uống. Doanh thu mỗi tháng khoảng 2 tỷ đồng, rạp nhanh chóng hoàn vốn sau gần 3 năm đầu tư. Mức giá vé trung bình ở đây vào khoảng 40.000 đồng một vé. Giá cả ổn và chất lượng xem phim, hình ảnh và âm thanh tốt. Không gian thì đại học có thể check-in, chụp ảnh. Cho mọi người cảm thoải mái và thư giãn những lúc mà cuối tuần chẳng hạn, hoặc là những lúc hẹn hò của các bạn. Một rạp chiếu phim khác cũng theo mô hình giá rẻ và địa điểm được chọn đầu tư là vùng ven của Hà Nội. Bản thân đây là một cơ hội kinh doanh rất là tốt. Ngoài ra thì còn có một ý nghĩa nữa là mình muốn là mang đến một cái đời sống tinh thần tốt cho những người có thu nhập thấp hoặc là những người mà chưa có điều kiện để sống ở những cái khu vực thành thị. Giới chuyên môn cho rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều rạp chiếu phim ở khu vực trung tâm thành phố. Trong đó các rạp chiếu phim ngoại đang chiếm đa số với giá vé khá đắt. Cho nên việc đầu tư rạp về các tỉnh hoặc vùng ven với giá vé chỉ bằng 1/3, thậm chí rẻ hơn một nửa là cửa ngách đối với những doanh nghiệp gia nhập thị trường sau, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước. Tôi nghĩ rằng các sản phẩm cho giới bình dân là mang lại doanh thu lớn nhất. Nói chữ tiềm năng không đủ mà phải nói là chữ tiềm năng quá, bởi vì là họ đang có quá nhiều nhu cầu mà không được thỏa mãn, và có quá nhiều người còn chờ đợi để đến rạp trải nghiệm. Một thống kê cho thấy tỷ lệ số lần đến rạp trung bình của người Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực, chỉ bằng 1/6 Malaysia và bằng 1/12 so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ có thể liên tục bị rút ngắn trong các năm tới khi ngày càng có nhiều mô hình rạp chiếu phim xuất hiện, cạnh tranh với nhau về chất lượng và giá thành.